dưỡng da kiểu Nhật bằng đồ skincare Hàn có được không? Chắc là cũng có nhiều người biết đến phương pháp dùng toner để đắp lotion mask. Công dụng chính là để cho các dưỡng chất có đủ thời gian thấm sâu vào da, cung cấp độ ẩm cho da ngậm nước, mịn màng và có sức sống hơn. Thay vì bôi toner lên da trực tiếp hoặc thấm bông lâu lên, thì bây giờ mình sẽ làm ẩm miếng bông tẩy trang hoặc là mặt nạ giấy bằng nước sạch hoặc xịt khoáng, rồi nhỏ thêm toner nữa cho ướt đẫm và đắp lên mặt trong 3 phút. Nhớ là 3 phút thôi nha, không có được để lố để tránh bị hút ẩm người. Da còn khô hơn không đắp nữa. Khi đắp lotion mask thì mọi người nên chọn toner dưỡng ẩm tốt và không có cồn. Tôi thì đang dùng cái toner từ nước cám gạo tự nhiên này. Hồi nhỏ thường nghe các mẹ chỉ rửa mặt bằng nước bông gạo cho đẹp da đồ, mà rửa kiểu đó thì không có được vệ sinh xíu nào, nên nếu muốn thì dùng những cái sản phẩm chiết xuất từ nước gạo như này nè. Em này còn có thêm các thành phần như 2% niacinamide cùng với chiết xuất rau sam, cam thảo và đậu nành lên men, giúp cho da được làm sáng, cấp ẩm, giảm kích ứng và bảo vệ, nuôi dưỡng da luôn mịn màng. Chất toner dạng lỏng vỗ lên da là thấm hết, khô ráo, không có hề bị nhờn nứt. Có thể dùng theo cách thông thường là đổ lên bông, lau lên da sau khi rửa mặt để làm sạch thêm một lần nữa, hoặc thoa trực tiếp lên mặt để cấp ẩm nhẹ nhàng. Mà tốt nhất là nên thực hiện đắp lotion mask để da được ngậm nước, ẩm mượt hơn. Đối với da dầu thì sẽ giảm đổ dầu, còn da khô thì sẽ không có bị bong tróc.